Chào mọi người, video này thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích cổ phiếu FVG, xem chúng ta có thể là tham minh được điểm đánh nào và hold lãi đến vùng bao nhiêu. Về cổ phiếu FVG, chúng ta đã có hàng ở vùng giá 6.1 rồi mọi người nhé. Mua vùng giá 6.1 và chúng ta mua T quanh này. Chúng ta mua T cộng quanh ở vùng giá 6568 và mục tiêu thì nó vẫn đang đi lên trên vùng biên là từ 68 đến 78 đúng không? Tuy nhiên là chúng ta sẽ tiếp tục hold cổ phiếu FVG. Mọi người chú ý nhé, chúng ta đã có hàng EVG 6.1, chúng ta mua quanh ở vùng 6568 và cổ phiếu này đang đánh lên trên vùng 7778 cho sáng ngày mai đấy. Thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích cái điểm đánh và có thể là hold được lãi cổ phiếu này hay không. Đó, thì cổ phiếu EVG, rồi chúng ta sẽ đi đến với EVG. Trước đó cổ phiếu EVG này, chúng ta cũng có thể thấy là EVG là một cái nhịp mà nó tạo ra cái nhịp phân phối ở trên này, phân phối đỉnh đúng không ạ? Và cổ phiếu này sau khi nó đánh về vùng nền giá ở trên vùng giá 3.x, chúng ta thấy là gì, cổ phiếu này đã có nhịp bật hồi lên vùng 8. Thì về cơ bản thì cổ phiếu EVG nó đang gặp vùng cản ở trên cái mốc giá 8.x, thì rõ ràng đây là vùng SNR và chúng ta sẽ cần chờ những nhịp tái tích lũy hấp thụ lượng cung ở trên cái vùng SNR này, đúng không? Thì rõ ràng là chúng ta để mà cổ phiếu này đi lên mạnh, nó phải cần tái tích lũy đây, và chúng ta đang có những cái tín hiệu là nó lung những cái đáy cao dần đó, và rất có thể trong thời gian tới nó sẽ break qua. Thì mục tiêu EVG chúng ta sẽ đánh lên trên vùng 10.x Quasimodo và SNR đây, đó chính là vùng giá 11.x đó, thì đây cũng là mục tiêu và chúng ta sẽ tham minh đánh những cái nhịp đẩy giá về vùng này đúng không ạ? Cái nhịp mà nó rơi từ vùng 18 đến vùng 3 thì rõ ràng cổ phiếu chia 6 lần rồi, thì hoàn toàn cổ phiếu nó có thể quay trở lại 3-4 lần đúng không? Thì vùng 9, vùng 11 và có thể là vùng 12.8 là những mốc sắp tới chúng ta sẽ target cổ phiếu EVG đúng không ạ? Những mốc này chúng là những mốc mà chúng ta sẽ tham minh chốt lời đó. Thì cổ phiếu EVG chúng ta sẽ chờ đợi những điểm đánh gia tăng tiếp theo thôi. Còn phân tích về trước đó, những điểm đánh trước đó của chúng ta này, thứ nhất là cổ phiếu EVG sau khi mà nó gặp cản vùng giá 8.3 đúng không ạ, thì cổ phiếu này đã thoái lui quay trở lại với cái gốc tăng trước đó, và cái gốc mà tích lũy nó có một nhịp đẩy giá đi lên ấy. Thì rõ ràng mọi người thấy là gì, về câu chuyện đơn giản của Wyckoff là chúng ta có một vùng nguyên nhân tích lũy thì cái kết quả nó là đẩy giá đó. Thì sau khi mà nó gặp vùng cản thì nó test lại LPS, thì đây chính là vùng LPS của cái nhịp tái tích lũy đúng không, của cái nhịp tái tích lũy trước đó chúng ta có một nhịp test LPS ở đây đó. Sau khi cổ phiếu test LPS thì nó tạo ra một cái vùng một kênh giá tích lũy và một kênh giá tái tích lũy đó, và chúng ta sẽ đọc vào trong cái kênh giá này đó. Thứ nhất là chúng ta có một đường xu hướng giảm, đây chính là cái đường mà chúng ta sẽ cần phải cẩn trọng đúng không? Đây là cái đường xu hướng giảm trước đó. Sau khi mà nó giảm quay trở xuống, nó tạo ra cú spring xuống đây, thì chúng ta tiếp tục lại kẻ một cái đường xu hướng giảm tiếp theo, lối từ những cái vùng đỉnh gần nhất, đây chính là vùng tiếp theo đó. Thứ hai là chúng ta sẽ cần phải đọc những cái yếu tố về dòng tiền của tổ chức ở trong này đúng không? Đó, thì sau khi mà cổ phiếu rơi về vùng LPS thì nó có dấu hiệu tạo ra chốc và bót tăng, thì rõ ràng đây là cái nhịp mà tạo ra SC, tạo ra selling climax đúng không, và cổ phiếu lại quay trở lên tạo ra AR, tạo ra một nhịp hồi phục tự động và có chốc ở đây, chúng ta có thể là thay đổi hành vi giá ở đây rồi đúng không. Thì bắt đầu thấy là gì, dòng tiền bắt đầu quay trở lại và gom hàng đó, thì giá test kênh, test lên bên trên tạo ra những cú test cho pha B, ST và ST cạnh dưới TR, và những nhịp đẩy giá lên trên vùng cung. Dạ, chúng ta có một vùng cung này mọi người này, chúng ta vùng cung SNR đây chính là vùng này. Thì đối với những nhịp đẩy giá von to này mà giá không tăng mới, sau đó được giá tạo chốc giảm ở cái cây này, thì chúng ta phải view là gì, rất có thể được cổ phiếu quay trở lại vùng cạnh dưới và có thể những cú spring. Để tư duy ở trong đầu lúc nào chúng ta cũng phải tư duy như vậy. Cổ phiếu này với những cái cây von mua của tổ chức mà nó mạnh như thế này thì không bao giờ nó có thể là gì đi lên luôn được với cái spread lên đúng không? Von cao, von to và giá không tăng mấy thì rõ ràng là gì, có một cái áp lực cung ở bên trên đè xuống thì không thể nào đi lên luôn được đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cần phải chờ đợi như gãy bỏ giữ bỏ về thủng cả vùng kênh giá này, chúng ta nên chờ đợi là gì? Chúng ta sẽ chờ đợi test về cái vùng LPS ở bên dưới đúng không? Thì đây là vùng OB đó, đây là vùng OB
và chúng ta sẽ chờ đợi xem giá phản ứng ở vùng này. Thì sau khi giá về vùng vùng OB này thì giá có những cú spring von nhỏ, và khi mà spring von nhỏ thì mọi người có thể là chờ giá quay trở lại biên TR, mọi người có thể tham mình mua. Thì đây là những cái nhịp mà mua sớm ở trong phá B, nhưng mà vẫn trong phá C vẫn nhớ là gì, manh nha ở trong phá D, nhưng mà với điều kiện gì, von bán thấp đúng không? Demand tăng dần, rõ ràng cổ phiếu này đang chạy trong phá D, đang chạy trong phá D, và những cú mà rũ bỏ lại test lại von bán giảm dần, và câu chuyện là gì, vẫn tiếp tục một con nhịp đẩy giá tăng, dòng tiền tổ chức quay trở lại đánh. Thì cổ phiếu này chúng ta có điểm chơi ở đâu? Thứ nhất mọi người có thể thấy là gì, break khỏi xuống giảm trước đó đúng không, chúng ta có điểm chơi đầu tiên chính là vùng giá 6.x để phiên chúng ta mua ở đây. Lý do chúng ta mua ở đây chính là gì, break hoàn toàn khỏi kênh giảm trước đó. Thứ hai là chúng ta view là đã có một nhịp tạo ra spring đây rồi đúng không, spring ở đây đã có một nhịp tạo ra spring đây, và cái yếu tố về kiệt cung đúng không, có những phiên pivot đó. Đây là những phiên mua đầu tiên mọi người nhé, kiệt cung này và những có những phiên pivot, đây là những phiên mua đầu tiên trong pha D đúng không ạ, và chúng ta sẽ tiếp tục chờ giá hấp thụ lượng cung này và tiếp tục đánh lên. Thì đây là cái nhịp mà chúng ta đánh cái cây 6.1 đầu tiên đúng không, và cổ phiếu này sau khi nó tạo ra một tín hiệu side trend ở đây đó, nó lên gặp vùng cung, đây chính là vùng cung của nó đó, đơn giản thôi, chúng ta có Quasimodo ở đây đó, và cổ phiếu này thì sau khi lên vùng cung nó test về đỉnh cũ đó. Thông thường thì cổ phiếu chứng khoán cơ sở thì nó test về đỉnh cũ thôi, rất ít con nó test về những vùng kênh dưới đó. Sau khi có sạp chèn rất ít con nó test về vùng cạnh dưới đó, thông thường chỉ test về cạnh trên hoặc gì, hoặc là vùng vùng demand ngay ở cái vùng ở trên gần cạnh trên thôi đó. Thì chúng ta có thể mua, mình view là mua thêm ở 6.2, vẫn giữ ở giá 6.1, tại vì khi mà chúng ta đã có một cái điểm đánh đẹp rồi chúng ta hoàn toàn có thể là hold hold đúng không ạ, đó nắm giữ được thì chúng ta mới mới ăn được những con sóng lớn được, mọi người chú ý. Tuy nhiên là gì, con cổ phiếu này chúng ta vẫn kỳ vọng là nó có rũ bỏ, thành ra chúng ta đã chốt lời một phần ở trên vùng giá 7.x đúng không, và chúng ta cover lại vùng giá 6.5 6.8 đấy đó, chúng ta cover mua lại phần đã chốt đó và cầm chặt đó. Phiên ngày hôm trước chúng ta view rồi, mua lại 6.5 6.8 này rất rõ ràng mọi người nhé, 26.8 này mua lại đây này, T cộng thì mua quanh ở vùng 65 68 đó, thì cổ phiếu này thì quay trở lại biên trên vùng 7.7 7.8 rồi. Về cái vấn đề T cộng mọi người chủ động có thể chốt lời bớt 16% rồi, còn vấn đề sóng thì chúng ta sẽ phải hold tiếp mọi người nhé. Đó thì cổ phiếu này chúng ta đang kỳ vọng là tái tích lũy ở trong pha E đúng không ạ, và chờ đợi điểm này xác nhận. Đợi điểm này xác nhận thì có những điểm nào, thứ nhất là chúng ta có một cái vùng vùng nền giá ở đây, và ngày hôm nay là xuất hiện điểm điểm mua tiếp theo, nhưng mà cái điểm mua này thì chúng ta sẽ chỉ chơi với tỷ trọng nhỏ thôi. Ví dụ là quanh vùng giá 73 đến 75 đúng không, nhưng mà chỉ chơi tỷ trọng nhỏ thôi, lưu ý tỷ trọng nhé. Thì chúng ta hoàn toàn có thể là giả sử cổ phiếu gãy bỏ về rũ bỏ về đây chúng ta mua thêm, thì chúng ta chờ hồi lên chúng ta bán đúng không. Thì cổ phiếu này thì hiện tại thì chúng ta vẫn nắm giữ, và mục tiêu của cổ phiếu này đánh lên đâu chúng ta sẽ cùng soi này. Thứ nhất là chúng ta sẽ đo, vẫn là cái bài của chúng ta thôi, đo chiều chiều ngang, chúng ta sẽ đánh manh nha về vùng 12.x đó, về áng chừng câu chuyện 12.x. Thứ hai là đo theo chiều dọc của chúng ta, chiều cao đấy chúng ta sẽ đánh về về vùng giá 11.x đó. Thì các cái mốc chốt lời về sóng ở bên trên chúng ta sẽ đánh về 11, 13 và vùng 10, 15, đấy là những vùng chúng ta sẽ tham mình chốt lời. Còn T cộng ngắn hơn thì chúng ta sẽ tìm những vùng cung gần nhất, đó chính là vùng bán 10.x đó, hoặc là gì mọi người target theo biên độ lợi nhuận thôi, có thể là từ 30 đến 50% đó. Thì cổ phiếu này thì hoàn toàn từ vùng giá 6.x chúng ta kỳ vọng lên x đôi đó, đây là trong trong một trận đánh sóng. Tuy nhiên cái mẫu hình hiện tại ở trong cái thế thế đánh này thì nó không được đẹp để chúng ta mua mới ở vị thế ở trên vùng giá cao ở trên này. Thì để mà chơi con cổ phiếu này, nếu cho những ai mà chưa có hàng thì mọi người tham gia một phần nhỏ trên vùng giá 73-75 này thôi, tham gia một phần nhỏ thôi, và sẽ chờ một vài cây hấp thụ cung ở trên giá 78, có thể một vài phiên giằng cò ở đây, và trước khi xuất hiện một cái phiên mua đó, một cây mua nó rơi vào khoảng tầm trên 10 triệu cổ, một cây mà trên 10 triệu cổ thì chúng ta có thể tham minh đánh gia tăng, và lúc đó chúng ta sẽ hold đến mục tiêu tiếp theo đó. Còn khi cổ phiếu này có rũ bỏ về vùng LPS ở vùng giá 6.5, 6.8 thì có thể là cơ hội mua thêm nhé. Và cổ phiếu này là một trong những con cổ phiếu chúng ta cũng kỳ vọng mức lợi nhuận tương đối cao. Mọi người theo sát nó nhé, và tiếp tục hầu hàng cho Zoom.
zoom khách hàng nhé mọi người nhé. Hầu tiếp chúng ta sẽ đánh lên trên vùng 11, 13 và vùng 15.